trượt tuyết nè cả nhà, Snow Town bên quận 2. Khu trượt tuyết. Gọi điện thoại trước rồi họ nói là không có cần phải đặt vé trước, online mà tới tổng quầy mua vé cũng được. Cho chị mua vé cho gia đình chị đi. Bên này cũng được, bên nào cũng được em. Đây là ngày thường đang 160. Hôm nay cuối tuần nha chị, 180 ngàn. Mỗi suất mình chơi được 2 tiếng. Em đang chạy suốt 9 giờ đến 11 giờ. Chị vô liền chị chơi tới 11 giờ luôn hay là chị đợi xuống sau 11 giờ tới 1 giờ? Chị vô liền chị chơi. Dạ. Mình tổng gia đình mình hết là bao nhiêu người hết rồi chị? Em Tommy có tính không? Tức là vé 90cm là tính vé hết nha chị. À, vé trên... nào dưới 90cm nó miễn phí. Ok, vậy là 8 người rồi chứ. Yeah. Tommy có trên 90cm đúng không? Yeah. Vậy 8 người em. Dạ rồi. Mình chắc chắn số lượng với em nha chị. Ấn hóa đơn rồi bên em không nổi trả được nha. 8 vé của mình là 1.440.000. 1.440.000 chị ơi. Giờ lúc này đang là giờ 10 giờ kém 15 cả nhà. Chơi cho đến 11 giờ. Chị ơi. Mình qua đây mua. Mình giữ hóa đơn cho em đổi giày gửi đồ giúp em nha. Sau khi mình mua vé thì mình đeo vòng tay vô này cả nhà. Đây cả nhà là vừa phải có hóa đơn nữa nha. Ở đòi phải có hóa đơn. Đi tụi con ơi, qua chỗ giày đây nè. Rồi, qua bên đây giày con ơi, qua đây. Rồi, của nhà chị là 8 người em. Đây, để ủng nè, tất cả các cái size của ủng nè. Đó. Họ kiểm tra hóa đơn xong nhận giày. Bà dép với rổ. À, bà dép với rổ rồi gửi cái cuối bên còn hai. Mà mình ai có dùng tay mình ra mình thay giày. Không sợ chị nữa. Còn anh như anh tay hay sao? Đúng anh chồng chị chưa đi. Thôi ra đây đeo vòng tay xong rồi mọi người, xong rồi ra đây sẽ mang giày, đổ giày, bỏ giày vô lại cái sọt này nha. Rồi lựa giày cho em đi, em chắc cái loại nào hay đi? Số 6 hả? Để đổi thử, để mang thử nha. À chị Bi đưa lại cái bill nữa kìa. Mỗi một chỗ là phải cầm cái hóa đơn để kiểm tra. Hồi nãy bên giày cũng cần cái hóa đơn để kiểm tra, bây giờ qua khu vực giữ đồ cũng phải cần hóa đơn. Nhưng mà không có cái khóa để khóa đồ quan trọng mọi người.
là không có cái chỗ để cất đồ mà mình như cái bóp của mình hay cái gì đó cả nhà, cho nên giờ An phải để một góc ở bên kia. Rồi bây giờ An lấy cái ván trượt, đây là chọn cái ván trượt nè, chính lấy cho Út luôn. Ông xã nãy giờ trượt mấy vòng rồi. Đây xây kìa. Thôi mình đi trượt đã, mình đi trượt đi đã. Đó Tommy á, bây giờ mình đi lên đi. Mình đi lên đi Chính ơi. À Tommy á hả?
2002 quay trở lại 4 năm rồi đó. Lần trước thì mọi người á là rất là vui luôn, rất là ấn tượng luôn. Bây giờ quay trở lại cũng còn rất là vui. Daisy tròn màu xanh lá. Cái này là bà thông cảm hơi đợt em. Có chị mang mình xé em bước cho em. Đúng rồi, con gọi đây xong rồi. Candy floss. Cái tiếng Anh chuyên đi kêu là, cái này là gọi là candy floss. Kẹo bông giòn của mình đó, hồi nhỏ mình hay ăn nè. Dễ thương ghê không? Ăn bông giòn.
Coi kìa nó to, đưa dở lên cái mặt giữa hai đứa đi, lên cái mặt giữa hai đứa, để cái kèo giữa hai đứa, để cái kèo giữa hai đứa. Cái kèo giữa hai đứa khủng khiếp.